Hello anh em, mình là Kim Motul. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn anh em cách lắp cái con vôn kế như ở tay đây mình có này vào trong cái đồng hồ của xe gym ở đây. Đó, thì có nhiều anh em hỏi là bên mình là lắp cái vôn kế này ở đâu cho phù hợp đối với xe gym. Thì ở cái clip này thì mình sẽ giải thích luôn với anh em là mình sẽ lắp ở đây. Đó, tại vì sao mình lắp ở đây? Thì thứ nhất là khi anh em đậy cái nặt trên ở đây lên thì nó sẽ hoàn toàn cách nước, thì nó sẽ ok. Còn nếu như anh em mà lắp mà một số anh em có khoét cái lỗ ở đây này, đặt ở đây đó, thì cái này là nó sẽ không chống nước được đâu anh em nhé. Đấy, mặt đằng sau cái mền đây, để nước nó vào thì sớm muộn nó cũng hỏng thôi. Thì mình sẽ lắp ở đây vừa đẹp mà lại vừa ok đó, rất là ok. Đây, cái kim này nó vẫn chạy đi chạy lại, nó không bị đụng đâu anh em nhé. Đó, thì cái cách mà câu dây của cái vôn kế này ở đây anh em nhìn thấy nó có 3 màu dây: một dây đen, một dây đỏ và một dây trắng. Thì để nó báo được cái điện như thế này thì anh em sẽ đấu dây đen vào mát, và dây đỏ và dây trắng anh em xoắn vào nhau sẽ đấu vào dây dương sau ổ khóa, thì nó sẽ báo được điện như thế này. Đó, thì ở cái clip lần trước ấy thì mình có test cho anh em thấy, thì mình đi trên đường ấy thì có nhiều anh em hỏi và alo cho mình và muốn hướng dẫn cái cách lắp vào xe. Thì đây là mình sẽ gắn nó vào đây, mình sẽ bung cái vỏ ra nhé. Đó, ở đây thì nó sẽ như thế này. Thì anh em sẽ lẫy cái lẫy ở đây ra này. Đó, ở đây nó có hai cái lẫy hai bên, anh em sẽ bung ra thì nó sẽ là có cái hình thức như thế này. Đấy, nó cũng rất là nhỏ gọn nên nó cũng đẹp. Thì anh em cho vào thì anh em có thể là lấy keo anh con voi anh em gắn nó vào. Đó, anh em gắn nó vào. Đấy, rất là nhỏ gọn. Và anh em sẽ úp nó vào đây. Cách thức lắp rất là đơn giản thôi. Và anh em sẽ luồn dây xuống mặt dưới này. Đó, anh em nhìn thấy ở đây nó có một cái lỗ nó như cái lỗ bên này này. Anh em chỉ cần lấy cái tô vít hảy nhẹ một cái là nó sẽ gãy cái tai ở trong ấy ra. Cái này là để thông hơi nhá, thì anh em có thể lấy nó ra và anh em rút cái dây qua. Thì ở đây là trên cái xe gym ấy, nó có một cái dây màu đen là báo xăng đó, thì anh em sẽ gắn cái dây đỏ vào. Một cái dây đen thì anh em sẽ gắn vào mát. Đó, thì tại sao của mình lại có hai dây mà trên cái kia nó có 3 dây? Thì ở đây là mình đã dứt nó ra rồi và mình sẽ hàn luôn nó vào đây để nó thành một chân nữa. Còn nguyên bản của nó sẽ là 3 chân, thì anh em có thể là xoắn cái dây trắng và dây đỏ. Đó, thì là nó sẽ là báo vôn. Ok, đó, đây là cái cách thức lắp cái này, nó cũng rất là đơn giản thôi, đẹp. Đó, thì cái này của mình khi mình đụng vào đây thì nó đang chập chờn cái bóng này. Đó, rất là đơn giản. Ok anh em đã hiểu cái cách lắp chưa? Rất là đơn giản thôi, nó chỉ có 3 màu dây: một dây đen, một dây đỏ và dây trắng. Dây đỏ và dây trắng anh em sẽ xoắn vào nhau. Dây đỏ thì anh em sẽ nối với lại dây dương sau ổ khóa là dây đen đó. Và cái dây đen này anh em sẽ nối ra mát, thế là xong. Ok. Và cách thức tháo cái đồng hồ này thì anh em có thể là tự tháo mày mò được. Nó cũng rất là đơn giản, không có gì cả. Anh em tháo hai con ốc pha ở đây ra. Và ở đây nó sẽ có hai cái con ốc ở đây. Đó, anh em tháo ra. Mẹ ở cái gáy xe gym này sẽ có một con ốc ở đây, thế thôi. Và đằng sau nó sẽ có 4 cái con ốc ở 4 cái góc với cụm đồng hồ. Anh em sẽ nhấc ra và nhấc cái mặt này ra, anh em sẽ gắn nó vào đây. Đó, rất là đơn giản thôi. Thì mình sẽ không hướng dẫn anh em chi tiết về cách lắp hoàn thiện. Đó, thì mình chỉ hướng dẫn anh em như thế là anh em đã đủ hiểu để lay lắp rồi. Cơ bản nhất là cái 3 cái màu dây đây, thì nhiều anh em có thắc mắc là không hiểu cách đấu như nào. Cách thức lắp này thì có thể áp dụng cho nhiều cái loại xe khác nhé. Anh em có thể là lắp ở chỗ nào, bố trí ở chỗ nào là do mình, nhưng vấn đề là phải cách nước cho nó nhé anh em nhé. Ok, xin chào anh em, mình là Kim Motul. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Nếu anh em thấy hay, like, share, subscribe kênh của mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.